hành trình ta cùng nhau. Hôm nay chú An mời anh em tụi mình đi ăn sáng nha cả nhà, ở quán đá Đồng Nai. Yeah. Anh quay khỏi cần MC rồi. MC. Đây là Thiên nha. Thiên con xưng á, làm tóc ở Củ Chi, cái hóc môn luôn rồi. Hóc môn. Chuyên tóc nữ luôn. Hôm nay là nguyên đàn em nè. Không nghe hiểu nha. Thì là nghệ sĩ Võ Minh Tâm. Đây Thành Thế Hiện, Lương Chu Lê Vinh, Hồ Văn Hiếu, Châu Khải Phong, Vĩnh Đình Quang, đang quay phim. Hôm qua nắm giỗ nhà anh Trưng đó nha, mấy đứa cháu về và tối qua cũng sương sương, nên là sáng nay đủ đi ăn sáng cà phê, để ăn cái phở bắt đá để mấy chú cháu ăn phở xong đi ra uống cà phê chỗ này nè, có cái view rất là đẹp, quay cho cả nhà coi. Xíu quay cà phê hả? Xíu quay phở xong mới đi cà phê. Rồi, đi cà phê cho đẹp. Đá luôn cả nhà, nóng hổi luôn. Wow, tôi ăn cái bữa nãy quên nó ít bún. Ăn quá ăn không nổi chứ gì. Rồi mỗi em một phần, một bát. Wow, tuyệt vời. Anh lên chụp giùm gia đình em tấm hình đi. Quá tuyệt vời. À, xin mời cả nhà. Bữa nay mình ăn cái tô bát đá không nổi cả nhà, cho nên là mình ăn cái tô này thôi. Cho cái cảm nhận thôi, ok không? Ok. Phở ngon. Nhức nách. Lần đầu tiên trong đời ăn phở bát đá. Và nó rất là nóng. Cảm giác nó lúc đầu mà giờ ăn không hết. Giờ thịt quá trình thịt. Ngon quá trình ngon mà ăn hết. Chắc họ phải xin cái bịch đổ về làm cái lẩu trưa nay ăn tiếp. Ăn tập 2. Ăn giờ, ăn xong rồi mình đi uống cà phê ngắm view Triệu Đô ha. Chú Quang đã dắt okay. Cho con ăn sáng, bữa sáng rất là ngon. Giờ mình sẽ đi ngắm view 1 triệu đô. Ngày mai mình còn bây giờ đi ngắm view 1 triệu đô xong rồi 2-3 bữa nữa về báo chú Quang tiếp. Cứ báo đi. Tụi mình sẽ là những con báo thủ. View là hơi bị đẹp nữa cả nhà. Ở trên kia là xa xa là cái đập tràn á, chỗ người ta hay xả đó, chỗ cái trụ cao cao đó, thấy không? Đó, mới ra mấy cửa xả đó. View đẹp. Quán là hơi rộng luôn đó nha. Phía đó là cầu cứng á, chỗ đó mình hay đi. Ê, qua kia ngồi kìa, đã đi rồi. Qua đó ngồi. Đợi dọn cái qua đó ngồi. Ở dưới xuôi người ta gọi view này là view triệu đô. Đây là cái đường mà để cho nước xả đó nha. Bình thường không có xả, thấy đá vậy chứ xả nước cái là nước sâu lắm. Nó làm cho nó khỏi dội. Đẹp ha. Đây nhìn xuống cảnh nào, view này đúng là triệu đô á. Ngay cầu cứng xuống là hướng Hiếu Liêm ra là quẹo tay phải, tay trái cả nhà. Rồi vô quán nè. Quán là buổi sáng uống cà phê là y bài. Ôi.
đi quán cà phê mà ngồi hết nản không? Ngồi xếp hàng. Trời ơi, không biết mình đâu. Hôm nay tôi gặp chú Quang, lâu lâu một ly cà phê. Lâu lâu đi đám trẻ thấy mình cũng trẻ lại cả nhà. Bình thường. Chú Quang giờ này. Dạ không. Theo con chú hơi hơi trẻ nhẹ. 25. Đâu 25 hay 52 mà chắc mình nó ngược rồi đó. 52 mà nó nói con 25. Thì con nghĩ chú cỡ 26. 62 lần hả? Mấy đứa nhỏ lâu như cũng lâu lắm mới mới về qua mấy tháng rồi không? Gặp chú Quang lúc nào cũng thanh xuân. 3-4 tháng rồi đó. Thì giờ mới gặp nhau. Gặp mừng quá. Lúc nào cũng thanh xuân tươi trẻ. Chú Quang lúc nào cũng có năng lượng tích cực. Mời cả nhà uống nước ép với mình nha. À, tạm biệt cả nhà luôn nè. Sáng mình làm cà phê thôi cả nhà. À, bye, 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 bye. Bye bye cả nhà. Bye bye kìa mấy em. Bye.